Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 18 giờ hôm nay với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, trưng bày chuyên đề Hiệp định Paris cánh cửa hòa bình đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Sự kiện do Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, 27 tháng 1 năm 1973, 27 tháng 1 năm 2023. Trưng bày cũng góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Trưng bày chuyên đề Hiệp định Paris cánh cửa hòa bình diễn ra đến đầu tháng 5 năm 2023. Thưa quý thính giả, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo tăng phí sát hạch lái xe từ 10 đến 50.000 đồng, tương ứng từ khoảng 10 đến 15% với từng hạng mục xe. Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe mô tô, sát hạch lý thuyết tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng, sát hạch thực hành từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô, sát hạch lý thuyết tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, sát hạch thực hành trong hình tăng từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng. Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng. Sát hạch lái xe ô tô bằng mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Thưa quý thính giả, Cục Đăng Kiểm cho biết, trong năm nay sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định qua camera, kiểm soát dữ liệu kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm. Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới. Đồng thời, nghiên cứu, nâng cấp, hiện đại quá công tác đăng kiểm và áp dụng các công nghệ mới trong kiểm định như nhận diện biển số, đo kích thước xe tự động, kiểm tra khí thải để nâng cao chất lượng kiểm định và chặt chẽ trong quản lý. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, việc Trung Quốc mở cửa trở lại cho du lịch quốc tế sẽ giúp thúc đẩy lưu lượng hàng không toàn cầu đạt mức trước đại dịch vào giữa năm nay, dù có thể sẽ bị cản trở phần nào do tình trạng thiếu máy bay mới. Theo báo cáo của công ty Avolon ở Ireland, ngành hàng không ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á sẽ tăng tốc trong năm nay nhờ vào việc Trung Quốc gần đây đã mở cửa trở lại. Trong năm ngoái, lưu lượng hành khách cũng đã phục hồi tới 70%. Dự báo này cho thấy ngành hàng không dường như đang bước vào một thời kỳ lạc quan, sau 3 năm gần như tê liệt hoạt động vì bùng phát đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Nhiều giám đốc điều hành ngành hàng không cũng kỳ vọng việc Trung Quốc mở lại biên giới sẽ kích hoạt sự phục hồi hoàn toàn về lưu lượng hành khách. Thưa quý thính giả, hôm nay, ngày 16 tháng 1, Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc điện đàm để thảo luận về một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại Ukraine. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Ankara đang nỗ lực thể hiện vai trò trung gian để thúc đẩy ngừng bắn Ukraine. Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng trên Biển Đen, cũng như cách thức tháo gỡ các rào cản đối với xuất khẩu phân bón và lương thực của Nga. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về hợp tác năng lượng. Một trong những lĩnh vực ưu tiên của hai nước bao gồm việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga và thiết lập trung tâm khí đốt khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý thính giả, chính phủ Đức ngày 16 tháng 1 đã bảo vệ quyết định tạm thời vận hành trở lại các nhà máy điện than, với lý do đây là việc làm cần thiết để giảm mức tiêu thụ khí đốt trong sản xuất điện. Phát biểu tại một hội nghị về năng lượng ở thủ đô Berlin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức Robert Habeck nhấn mạnh, việc đưa các nhà máy điện than hoạt động trở lại là cần thiết, dù không phù hợp với chính sách khí hậu. Vì thế, Đức sẽ cố gắng để vận hành các nhà máy điện than này trong thời gian ngắn nhất có thể. Cũng theo Bộ trưởng Habeck, khi cơ sở hạ tầng khí quá lỏng và các nhà máy điện vận hành bằng khí đốt hoàn thành, tất cả các nhà máy nhiệt điện than sẽ dừng hoạt động hoàn toàn. Quá trình này có thể kéo dài từ 1 đến 2 năm. Thưa quý thính giả, từ sáng sớm, dù trời mưa và lạnh, song hàng trăm công nhân ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mặt tại tiền sảnh công ty cổ phần dệt may Huế từ rất sớm để tham gia các hoạt động Tết Xuân vầy ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình. Anh Lê Văn Sung, công nhân công ty sợi Phú Hưng chia sẻ, nhà ở Phú Lộc, trước đây vợ chồng anh cùng làm một công ty, đầu năm nay, sức khỏe vợ anh yếu dần, không theo nổi ca kíp nên phải nghỉ ở nhà. Mọi chi phí trong cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào thu nhập của anh. Anh mua cho hai con mỗi đứa hai bộ quần áo mới, tại gian hàng đồng giá, với 99.000 đồng một bộ. 4 bộ quần áo có giá 396.000 đồng,
nhưng tôi được tặng bao phiếu mua hàng 300.000 đồng nên chỉ phải trả thêm 96.000 đồng, anh Xuân phấn khởi nói. Tết Xuân Vầy Xuân gắn kết được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như chợ Tết công đoàn, hội thi nấu bánh chưng, bánh tét, hội thi chế biến mứt gừng, cuộc thi đồng diễn bài tập thể dục giữa giờ trong đoàn viên, người lao động. Trong đó, không gian chợ Tết công đoàn với 21 gian hàng giảm giá và các gian hàng không đồng nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động chọn lựa mua sắm các mặt hàng phục vụ Tết như quần áo, bánh sữa, hoa Tết, sản phẩm lưu niệm, trang trí. Nhiều đoàn viên, người lao động đã có mặt từ sớm để tham quan, mua sắm các sản phẩm tại chợ Tết công đoàn. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, mai anh đào nở rộ ở Măng Đen, huyện Công Long, tỉnh Kon Tum vào mỗi dịp năm mới, tạo nên sức hút cho vùng đất được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai. Địa bàn huyện Công Long có khoảng hơn 70.000 cây hoa mai anh đào, được trồng tập trung tại thị trấn Măng Đen. Ở Măng Đen, hoa mai anh đào đã bung sắc thắm trên khắp các nẻo đường thị trấn, các bản làng đồng bào, các khu du lịch như Hồ Đa Kê, Thác Ba Sĩ, nhuộm một màu hồng làm say lòng du khách. Hoa mai anh đào có 5 cánh xếp duyên dáng giống hoa đào rừng song phủ lên cánh, màu không phải là sắc vàng của mai mà là sắc hồng phấn dịu dàng. Nổi bật là màu đỏ đậm của nhụy hoa ở giữa. Mai anh đào là loài cây sống trong khí hậu ôn đới, cần nhiệt độ đủ thấp để ra hoa. Theo chu kỳ sinh trưởng thông thường, cuối thu cây sẽ rụng hết lá, sau đó ngủ đông khoảng 2 tuần trước khi bung nở. Để có những tấm hình hoa mai anh đào đẹp, hai khung giờ thích hợp nhất để chụp ảnh là sáng sớm khoảng 6 giờ 30 đến 8 giờ và trước khi mặt trời lặn 15 giờ đến 17 giờ 30. Đây là lúc mặt trời ở thấp, nắng chiếu vào những bông hoa làm nổi bật sắc hồng khiến hoa lung linh hơn. Mùa hoa mai anh đào chỉ kéo dài khoảng 1 tháng. Nếu muốn đắm mình trong sắc hoa trọn vẹn nhất, du khách nên thu xếp thời gian tới Măng Đen trong những tuần cận kề Tết Nguyên Đán này. Thưa quý thính giả, Ba Tai A trước 1965 là một thành phố của những ngư dân, một làng chài buồn với những con thuyền ra khơi, đánh bắt hải sản, không hề có những ánh đèn rực rỡ. Và bây giờ nổi danh bởi các cuộc hành trình tìm đến của du khách là sự khác biệt hoàn toàn so với mọi điểm đến, là đêm như không bao giờ ngủ ở nơi này. Chuyện kể vào thời còn chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã thuê một phần Ba Tai A để làm căn cứ cho lính Mỹ nghỉ ngơi. Phòng nơi nào có lính Mỹ là có các quán bar mở ra, và Ba Tai A cũng thế. Để rồi sau khi Mỹ rút quân, Ba Tai A không thể trở lại thành một làng chài ven biển mà trở thành một thành phố sống về đêm. Đặc biệt là khi một nhóm 500 lính Mỹ được đưa đến Ba Tai A ngày 29 tháng 6 năm 1959 trong một tuần nghỉ ngơi và thư giãn. Họ thuê một số ngôi nhà ở cuối phía nam của bãi biển từ một người Thái nổi tiếng, Lắc Xuân Thon. Nơi này trở thành nơi vui chơi. Cả làng chài vốn tĩnh lặng không còn như xưa nữa. Ba Tai A luôn là thành phố bí ẩn cho bất cứ ai tìm tới. Sự hấp dẫn bởi những cô gái chuyển giới ở mọi nơi, ở các điểm vui chơi mà không nơi nào có được. Ba Tai A còn có những ngôi chùa, những nơi đó lưu giữ những câu chuyện, là lang thang trên một con phố nhỏ, ghé một quán nhỏ, kêu chai bia say cùng Ba Tai A trong cơn mưa nhỏ. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.